Đang đi trên đường, thanh niên phải thắng gấp vì gặp cây cột điện ảo ma Canada. Đang ung dung trên đường, bỗng thanh niên đột nhiên thấy một hiện tượng lạ khiến anh phải dừng xe để nhìn cho thiệt kỹ. Theo đó, anh thanh niên đã phát hiện trước ngõ vào một nhà người dân có một cây cột điện kỳ lạ đứng giữa núi đồi và một khúc quanh nhỏ, nhưng mà cây cột điện lại cõng trên người hơn 20 cái camera lớn nhỏ với đủ loại, đủ nhãn mác công ty, từ những chiếc camera thường cho đến những chiếc có thể soi 360 độ hay thậm chí là soi hồng ngoại lúc nửa đêm. Nhiều người sau khi xem qua đoạn clip cũng không khỏi thắc mắc như anh thanh niên. Một số người còn cho rằng phía trước có vài công ty chuyên lắp camera nên người ta dựng cây cột ở đây để làm quảng cáo. Một số ý kiến khác được cộng đồng mạng để lại trụ đèn kiểu: tôi xin cam kết sẽ không để bất kỳ vụ nào xảy ra ở khúc quanh này bị chìm xuồng. Mấy ông cảnh sát ngồi trực trong phòng kiểu: rồi tự nhiên có thanh niên đang đứng đó làm cái gì vậy? Ôi dào, dăm ba cái camera vẫn phải chào thua mấy bà hàng xóm của tôi thôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh tin